Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hai ngày qua, sự việc cô gái lái ô tô BMW tốc độ 140 km/h ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh rồi đăng tải lên mạng xã hội như một thành tích đã khiến dư luận bức xúc và tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Sau khi ghi nhận phản ánh cũng như vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ việc và tiến hành xử lý người vi phạm. Nhìn nhận lại trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng đã có những vụ việc tài xế khoe mẽ chiếc xe của mình bằng việc lái với tốc độ cao trên các tuyến đường. Quay trở lại sự việc cô gái lái ô tô BMW tốc độ 140 km/h ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, công an phường An Lợi Đông cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã mời NTGM lên làm việc. M cho biết từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe, hành vi chạy đến tốc độ 140 km/h là để thử xe. Công an xác định M đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức. Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60 km/h. M bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi vi phạm điều khiển ô tô chạy quá tốc độ. Với lỗi này, mức xử phạt là 11 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng. Công an cũng đã tạm giữ xe của M. Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, Facebooker GM đăng tải clip cô gái lái ô tô BMW với đồng hồ hiện số km lên đến 140 km/h. Nội dung đoạn clip cũng thể hiện, sau khi nêu lý lẽ chiếc xe hay phải phụ thuộc vào người lái xe hay, cô gái đã thể hiện tài lướt gió khi tăng tốc tới 140 km/h. Trước vụ cô gái lái ô tô BMW tốc độ 140 km/h thì một sự việc cũng xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoàn mô tô chạy nói nhau ở làn ô tô trên cầu Bình Lợi, đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn mô tô không đi đúng làn quy định mà chạy ở làn ô tô. Các tài xế điều khiển mô tô đi hai hàng nói nhau khiến nhiều người đi đường bất an. Người đi đường sau đó đã chụp lại hình ảnh đoàn mô tô rồi đăng tải lên mạng xã hội. Nhận thông tin, công an địa phương đã cùng cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh để làm rõ. Đường Phạm Văn Đồng cấm xe hai bánh lưu thông ở làn ô tô trong khung giờ từ 9 đến 16 giờ và từ 20 đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngoài thời gian trên thì xe hai bánh được lưu thông vào làn ô tô, xét giải phân cách. Riêng cầu Bình Lợi, khi xe hai bánh lưu thông buộc phải chạy trong làn được quy định, không áp dụng cấm theo giờ như đường Phạm Văn Đồng. Liên quan đến sự việc trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thảo Trần cho biết, đường Phạm Văn Đồng đã cấm xe hai bánh chạy ở làn ô tô trong khung giờ từ 9 đến 16 giờ và từ 20 đến 6 giờ sáng hôm sau. Riêng cầu Bình Lợi thì cấm xe hai bánh đi vào làn ô tô 24 trên 24 giờ. Thời gian đoàn mô tô đi vào làn ô tô khoảng 7 giờ 45 phút, thời gian được lưu thông vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng. Dù các xe này tiếp tục chạy vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi là xem thường luật. Luật giao thông đường bộ đã quy định làn đường cụ thể cho các phương tiện để đảm bảo việc lưu thông hiệu quả và an toàn. Nếu các chủ phương tiện có hành vi lấn làn đường gây ra ùn tắc giao thông và có thể xảy ra rất nhiều rủi ro nguy hiểm cho bản thân, người đi chung xe và cả những phương tiện xung quanh. Những người điều khiển hà lầy như trên không thể nói không biết hành vi của mình là sai trái, nói thẳng là họ cố tình đi vào làn ô tô nhằm khoe mẽ hoặc không tôn trọng pháp luật. Luật sư Thảo nêu, lỗi sai làn theo quy định tại Nghị định số 100 năm 2019 thì xử phạt vi phạm hành chính từ 400.000 đến 600.000 đồng. Số trên chẳng đáng là bao. Với những người đủ sức mua mô tô từ vài trăm triệu đến 2 tỷ đồng nên họ mặc sức khoe mẽ. Cũng theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, cơ quan chức năng cần xem xét xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Qua sự việc này, luật sư Thảo cũng đề xuất, gần đây liên tiếp những người đi mô tô hạng sang làm quấy, làm càn, không thể để họ mặc nhiên bởi những hành động xem thường luật như thế, cần có hướng xử lý mạnh bạo hơn. Một số sự việc khác cũng gây chú ý của dư luận là nhóm đi mô tô đi ngược chiều còn tỏ thái độ ở và các lái. Cụ thể, vào cuối tháng 8 2023, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nhóm chừng 6 người chạy mô tô ngược chiều và giành mua vé ở phà cắt lái. Theo đó,
Chiều ngày 20 tháng 8, người dân đang xếp hàng để mua vé lên phà thì nhóm người đi mô tô không xếp hàng ở làn xe máy mà chạy ngược chiều theo hướng ra của phà, yêu cầu nhân viên bán vé để được xuống phà trước. Lúc này người dân đi đúng luật đã phản ứng nên hai bên đã nói qua nói lại rồi xô đẩy chửi bới. Ngày 23 tháng 8, anh Nguyễn Di KH, người nhận chịu trách nhiệm dẫn nhóm người chạy mô tô, đã có thông tin trần tình về vấn đề này. Theo anh KH, chiều ngày 20 tháng 8, nhóm anh chạy mô tô đến phà cắt lái thì làn ô tô đã bị xe máy chèn lấn. Lúc này, bảo vệ phà mở rào để ô tô chạy ngược chiều xuống phà. Bên cạnh đó, anh KH cho biết, thấy xe mô tô chúng tôi đậu kế bên, khó cho ô tô phía sau di chuyển, nên một người mặc đồng phục nhân viên phà và một người mặc đồ bảo vệ dân phố đã mở rào hướng dẫn chúng tôi chạy theo ô tô để tránh tình trạng tắc nghẽn. Lúc đó tôi cũng hỏi để xác nhận thì bảo vệ nói đi được. Cũng theo anh KH, lúc gần đến barrier Gào Trắng thì có một nhân viên bán vé chặn lại không giải quyết bán vé. Đồng thời người này nói chuyện to tiếng, không lý lẽ trong lúc anh nói chuyện rất lịch sự. Nhân viên bán vé không muốn nghe và yêu cầu chúng tôi phải quay đầu xếp hàng lại và từ chối bán vé. Người này cũng yêu cầu chúng tôi phải kêu người mở rào làm chứng. Lúc chúng tôi di chuyển xuống làm việc với hai người đã mở rào cho qua thì biết đã xảy ra vấn đề không đồng nhất quan điểm giữa nội bộ nhân viên và. Chia sẻ tiếp, anh KH nói, thời điểm trên một số người dân chờ mua vé đã nói chuyện khó nghe, đặc biệt là người đàn ông chở theo con gái đã chạy đến chửi một người trong nhóm anh KH bằng lời lẽ không thể chấp nhận. Anh KH thông tin rằng, người đàn ông này cố tình leo qua rào rồi xô xát một người trong nhóm chúng tôi. Sau đó, thành viên còn lại trong nhóm đã chạy đến can ngăn và có xô xát qua lại. Lúc này, xác minh xong thì có một nhân viên khác từ phía phà đi tới nói bán vé cho người đi qua, nhưng người bán vé ban đầu vẫn không muốn bán. Chưa dừng lại, nhóm anh KH xuống tới nơi chờ để lên phà thì người đàn ông đã chửi bới cố tình đứng chờ nhóm mô tô xuống để tiếp tục gây sự. Mặt khác, anh KH cũng trần tình rằng, thấy người đàn ông đang say xỉn nên chúng tôi im lặng và tiếp tục lên phà, nhưng người này tiếp tục cố tình chạy xe chen lấn muốn đâm vào xe chúng tôi. Trong đoạn clip cũng có tiếng la hét của một bé gái khoảng 13 tuổi là con người đàn ông gây sự. Khi xuống phà, bé đã chắp tay xin chúng tôi là đừng đánh ba con và nói là ba sai rồi, ba làm vậy là sai, ba đừng làm vậy còn xấu hổ. Chúng tôi không cố tình lấn làn đi ngược chiều. Nếu đi ngược chiều thì sẽ đi ngay từ đầu, từ dưới lên, chứ ai đợi mà xếp hàng còn vài chục mét nữa, tới cổng rồi mà ngược chiều để làm gì. Nếu ai có clip chứng minh chúng tôi chạy ngược chiều từ dưới lên, chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Thời điểm đó anh KH cho biết, đúng sai nếu hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới trật tự xã hội thì sẽ có cơ quan chức năng chính quyền vào xác minh rồi đưa ra kết luận. Trong khi đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp quản lý và các lái cho biết, không có chuyện giải quyết cho xe máy, mô tô chạy ngược chiều xuống phà. Trường hợp kẹt xe quá mà không có xe hướng từ phà trở ra thì để một vài ô tô đi ngược chiều xuống phà. Ông Thắng khẳng định, chúng tôi không ưu ái để nhóm chạy mô tô tiếp tục mua vé đi ngược chiều xuống phà. Chiều ngày 23 tháng 8, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận công an huyện Nhân Trạch đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc liên quan nhóm đi mô tô gây lộn xộn ở phà cắt lái. Đến ngày 24 tháng 8, công an huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đã xác định được danh tính những người đi mô tô phân khối lớn đi ngược chiều làm náo loạn tại phà cắt lái ngày 20 tháng 8. Nguồn tin xác nhận công an đã mời làm việc những người liên quan nhưng họ vẫn chưa lên làm việc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!